Vào đêm hôm qua và rạng sáng nay đã diễn ra các cặp đấu giữa Anh, Iran, Senegal, Hà Lan, Mỹ, xứ Wales. Không có nhiều bất ngờ ở các trận đấu này khi những đội được đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng. Ở trận đấu Anh-Iran, tuyển Anh đã dễ dàng giành trọn 3 điểm trước Iran trong trận mở màn bảng B trên sân Khalifa ở Doha. Một trận đấu có đến 8 bàn thắng và Tam Sư đã cất tiếng gầm rất dữ dội. Phút 35, Luke Shaw giúp Tam Sư khai thông bế tắc bằng pha treo bóng vừa tầm để Jude Bellingham bật cao đánh đầu mở tỷ số. Pha lập công của sao trẻ sinh năm 2003 giúp tuyển Anh cởi bỏ áp lực để chơi bùng nổ trong suốt thời gian sau đó của trận đấu. Các bàn thắng tiếp tục đến với hai pha lập công của Bukayo Saka và các bàn thắng của Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jack Grealish. Trong khi đó, Mehdi Taremi là người ghi cả hai bàn thắng cho Iran. Kết quả chung cuộc, tuyển Anh thắng 6-2 trước Iran. Trong khi đó, cơn lốc màu da cam Hà Lan lại trải qua trận đấu với Senegal với rất nhiều khó khăn. Với thể hình tốt, nền tảng thể lực sung mãn, các cầu thủ Senegal chơi không hề lép vế trước Hà Lan và cũng tạo ra được rất nhiều pha tấn công nguy hiểm. Trong khi đó, Hà Lan thiếu những đường chuyền quyết định hoặc pha dứt điểm quyết đoán và chính xác. Những nỗ lực của họ chỉ dừng ở các cơ hội mà đáng ra có thể làm tốt hơn. Hiệp 1 kết thúc không bàn thắng và tình trạng giằng co kéo dài đến gần hết trận đấu. Tuy nhiên, khoảnh khắc ngôi sao đã lóe sáng. Phút 85, những đường chuyền bóng bổng chính xác của De Jong, Gakpo băng vào các mặt, đánh đầu tung lưới tuyển Senegal. Sau đó, Senegal ào lên gỡ hòa và là cơ hội cho Hà Lan. Phút bù giờ cuối cùng, từ cú sút bị thủ môn đẩy ra của Memphis Depay, Klaassen băng vào ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Hà Lan. Cặp đấu Mỹ xứ Wales, tuyển Mỹ đã gây bất ngờ ngay từ những phút đầu khi chủ động đẩy nhanh tốc độ và kiểm soát bóng. Xứ Wales buộc phải chọn lối đá phòng ngự, phản công để đối phó với các pha hãm thành liên tục của Mỹ. Nhưng chuyện gì đến cũng đã đến. Phút 36, Timothy Weah, con trai của tổng thống Liberia, cầu thủ bóng đá nổi tiếng George Weah đã khai thông bế tắc với bàn thắng từ cú vẫy má ngoài sau đường chuyền của Pulisic. Tuy nhiên, vào hiệp 2, thế trận đã diễn ra hoàn toàn ngược lại. Xứ Wales liên tục dồn ép và gây ra các pha hãm thành nguy hiểm. Phút 80, Gareth Bale khôn ngoan mang về quả phạt đền cho xứ Wales và chính anh cũng là người thực hiện quả 11m sang bàn tỷ số. Cuối cùng, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.